Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin giao thông an toàn ngày 12 tháng 4 của kênh VTC14. Ngay sau đây sẽ là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã lập biên bản vi phạm hành chính 6 nhà thầu thi công cải tạo hệ thống thoát nước trên đường Kinh Dương Vương vì thi công ẩu. Trước đó, đơn vị này đã xử phạt nhiều đơn vị thi công khác tại công trình xây dựng trên tuyến kênh Tân Hóa - Lò Gốm thuộc địa bàn quận 6, quận 11 và Tân Phú. Cụ thể, các đơn vị thi công như Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công trình Giao thông Sài Gòn, Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Xây dựng VIC vi phạm lỗi như không bố trí người hướng dẫn, điều tiết giao thông, không trả phần đường nguyên trạng khi thi công xong, biển báo thông tin công trình không đầy đủ nội dung. Ngoài mức đề xuất xử phạt vi phạm hành chính với các lỗi nói trên từ 4 triệu đến 8 triệu đồng, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố cũng đã yêu cầu các đơn vị thi công nhanh chóng khắc phục sai phạm để đảm bảo an toàn giao thông. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức chỉ đạo các sở ngành liên quan tổ chức thanh tra toàn diện để xử lý liên quan đến sai phạm về trợ giá xe buýt. Nội dung kết luận khẳng định, hàng năm, kế hoạch ngân sách thành phố chi một khoản tiền lớn để trợ giá cho hoạt động vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt nhằm từng bước hoàn thiện và nâng cao năng lực của mạng lưới. Tuy nhiên, kết quả thanh tra của Sở Giao thông Vận tải cho thấy công tác quản lý nguồn vốn trợ giá này của các cơ quan quản lý nhà nước trong thời gian qua còn hơi hợt, lỏng lẻo, nhiều sai phạm, kể cả làm hồ sơ quyết toán khống từ năm 2011 đến năm 2014 chưa quyết toán được. Để chấn chỉnh ngay những tồn tại yếu kém, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã giao Thanh tra thành phố thành lập đoàn thanh tra liên ngành để tổ chức thanh tra toàn diện các mặt quản lý đối với việc trợ giá cho hoạt động vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Công an thành phố chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra sớm hoàn thành điều tra, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trong thời gian sớm nhất. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng sân bay quốc tế Đà Nẵng để đạt công suất 8-10 triệu lượt khách một năm, đồng thời tạo điều kiện xem xét, hỗ trợ giảm phí phục vụ hành khách, còn gọi là phí sân bay, tại sân bay quốc tế Đà Nẵng xuống khoảng 10-12 USD trên một hành khách, như các sân bay tại Thái Lan, Indonesia. Ngoài ra, kiến nghị giảm giá dịch vụ cất hạ cánh máy bay, soi chiếu an ninh hàng không đối với các chuyến bay quốc tế nhằm kêu gọi các hãng hàng không mở đường bay mới đến Đà Nẵng. Bên cạnh đó là cho phép thành lập các trung tâm siêu thị miễn thuế dành cho người nước ngoài. Cùng với đó, đề xuất Trung ương hỗ trợ vốn để đầu tư xây dựng khu du lịch quốc gia Sơn Trà, khu du lịch quốc gia Bà Nà và điểm du lịch quốc gia Ngũ Hành Sơn. Được biết, đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng có 71 dự án đầu tư vào du lịch với tổng số vốn là 171.799 tỷ đồng. Trong năm 2014, Đà Nẵng đón 3,8 triệu du khách đến tham quan, tổng thu nhập từ hoạt động du lịch ước đạt trên 9.700 tỷ đồng. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, khi bị yêu cầu cân lại hai kiện hành lý xách tay do nghi vượt quá trọng lượng cho phép, một nữ hành khách đã to tiếng tát nhân viên hàng không. Hành khách tát nhân viên hàng không là chị Nguyễn Thị Hằng, 35 tuổi, đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, mang theo hai túi hành lý xách tay. Theo Cảng vụ Hàng không miền Nam, nhân viên hàng không nhận thấy hai túi có khả năng vượt 7kg theo quy định nên yêu cầu cân lại. Trong lúc kiểm tra hành lý, nhân viên bị chị Hạnh to tiếng và tát vào mặt. Số hành lý sau kiểm tra vượt trọng lượng cho phép, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành khách Hạnh do vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng với mức phạt 7,5 triệu đồng. Theo quy định, hành khách lên máy bay chỉ được xách tay một kiện hành lý có trọng lượng tối đa là 7kg với kích thước 56 x 36 x 23cm lên máy bay. Số hành lý quá khước buộc phải vận chuyển thông qua hình thức ký gửi tại các quầy check-in hoặc phải bỏ lại tại sân bay. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án tín dụng ngành cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ, sử dụng vốn vay ưu đãi do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án là xây mới, nâng cấp khoảng 60 cầu yếu, cầu kết nối trên các hệ thống đường quốc lộ trong phạm vi cả nước, nhằm đảm bảo tính kết nối đồng bộ, nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới đồng bộ, qua đó tăng cường khả năng liên kết giữa các tỉnh và các vùng kinh tế, giảm chi phí vận tải hàng hóa và hành khách, góp phần giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội chung.
về kinh phí thực hiện dự án, vốn vay ODA ưu đãi của chính phủ Hàn Quốc khoảng 100 triệu USD, vốn đối ứng trong nước khoảng 638 tỷ đồng Việt Nam. Thời gian thực hiện 4 năm từ khi Bộ Giao thông Vận tải hoàn thành các thủ tục phê duyệt dự án. Thưa quý vị, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 12 tháng 4, trên tuyến đường quốc lộ 46B, đoạn đi qua địa phận xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên của tỉnh Nghệ An, đã xảy ra một tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm một người chết. Theo thông tin từ người dân, vào thời điểm trên, chiếc xe Innova mang biển kiểm soát 37A19634 đang lưu thông hướng Nam Đàn, Vinh đã bất ngờ va chạm với xe mô tô rẽ từ đường dân sinh ra đường chính. Tại hiện trường, cả hai chiếc xe đều bị hư hỏng rất nặng. Nam thanh niên điều khiển xe mô tô bị thương rất nặng và đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Hưng Nguyên đã có mặt tại hiện trường để điều tra xử lý vụ việc. Tổng công ty Sông Đà, chủ đầu tư hầm đường bộ Đèo Ngang nối Hà Tĩnh, Quảng Bình, mới đây đã đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải cho phép đầu tư đào hầm chui thứ hai qua đèo này. Dự án này dự kiến có tổng mức đầu tư lên tới 750 tỷ đồng. Lý do được Tổng công ty Sông Đà đưa ra đó là từ khi đưa vào hoạt động vào tháng 10 năm 2004 đến nay, hầm đường bộ qua Đèo Ngang nối Hà Tĩnh, Quảng Bình, hầm số 1, với hai làn xe luôn vận hành an toàn, khai thác hiệu quả dự án, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội nói chung và lĩnh vực giao thông vận tải nói riêng. Tuy nhiên, theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt, thì quốc lộ 1A từ Hà Nội đến Cần Thơ sẽ được nâng cấp mở rộng lên 4 làn xe cơ giới. Để phù hợp với quy hoạch chung thì việc đầu tư mở rộng thêm một hầm và đường dẫn hai đầu hầm đường bộ qua đèo ngang quốc lộ 1A tại Hà Tĩnh và Quảng Bình là hết sức cần thiết. Nếu được Thủ tướng đồng ý, hầm chui thứ hai qua đèo ngang sẽ được khởi công vào năm 2016. Nhà đầu tư không thu hồi vốn bằng cách tăng phí qua hầm, mà việc thu hồi vốn sẽ được thực hiện theo hình thức kéo dài thời gian thu phí sau khi được Bộ Tài chính tính toán thẩm định kỹ. Được biết, ngoài hầm chui Đèo Ngang, Tổng công ty Sông Đà là chủ đầu tư và là nhà thầu thi công nhiều công trình giao thông quan trọng của cả nước như dự án hầm đường bộ qua đèo cả Phú Yên. Để né trạm cân dầu dây, nhiều xe tải thời gian qua đã chuyển sang các tuyến đường liên huyện thuộc địa phận huyện Trảng Bom của tỉnh Đồng Nai, khiến mật độ xe quá tải ở những tuyến đường này gia tăng đột biến, gây hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng nhiều tuyến đường giao thông. Trạm cân dầu dây khẳng định tình trạng xe quá tải né trạm đã diễn ra nhiều năm nay nhưng vẫn chưa thể chấm dứt. Các tuyến đường thường xuyên xuất hiện xe quá tải né trạm cân như đường song hành khu công nghiệp Bầu Xé, đường Nguyễn Hoàng, Hùng Vương, xã đồi 61, tỉnh lộ 768, 769. Do xe quá tải né trạm cân nên lượng xe quá tải bị xử lý khi qua trạm cân cũng giảm. Cùng với đó, nhiều tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai cho biết, trong quý 1 năm 2015, lực lượng thanh tra giao thông đã phối hợp với các lực lượng liên quan thường xuyên tuần tra, kiểm soát, lập biên bản 1.193 trường hợp xe quá tải, quá khổ cầu đường trên các tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 20, quốc lộ 51, tỉnh lộ. Liên quan tới tình trạng xe quá tải phá đường, thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai cho rằng do lực lượng còn quá mỏng phải đảm nhiệm nhiều công việc, trong khi đó phải bố trí lực lượng túc trực tại nhiều điểm nóng như trạm cân dầu dây, trạm kiểm tra tải trọng lưu động trên đường Võ Nguyên Giáp, cầu La Ngà nên không thể xử lý dứt điểm. 16 lượt đơn vị thi công quốc lộ 1 qua địa bàn Bình Định vừa chính thức bị lực lượng liên ngành bao gồm Cảnh sát Giao thông tỉnh Bình Định, Chi cục Quản lý Đường bộ 3 kiểm tra và lập biên bản các lỗi không đảm bảo an toàn giao thông, thi công không đúng quy định và gây ra hàng loạt các vụ tai nạn nghiêm trọng trong thời gian qua. Cụ thể, lực lượng liên ngành đã tập trung kiểm tra nhà đầu tư, nhà thầu thi công dự án quốc lộ 1, xử lý các hành vi vi phạm quy định kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ như thi công trên đường bộ đang khai thác, không bố trí đủ biển báo hiệu, cọc tiêu di động, rào chắn theo quy định, không đặt đèn đỏ vào ban đêm tại hai đầu đoạn đường thi công, không bố trí người hướng dẫn, điều khiển giao thông khi thi công ở chỗ đường hẹp hoặc ở hai đầu cầu, cống, đường ngầm đang thi công theo đúng quy định. Thống kê 3 tháng triển khai, lực lượng liên ngành lập biên bản xử lý 26 trường hợp vi phạm đối với 16 đơn vị thi công, tước giấy phép thi công 1 tháng 21 trường hợp. Đáng chú ý, một số nhà thầu thi công đã bị lập biên bản xử lý nhiều lần, tước giấy phép thi công 1 tháng như Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An, Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng và Xây dựng Thương mại Hoàng Sơn, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoàng Nhi 3 lần vi phạm, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Thành Trung, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hưng Thịnh, Liên doanh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhật Minh, Công ty Hùng Đức, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Thuận Đức 2 lần vi phạm. Theo lực lượng liên ngành, các nhà thầu trong quá trình thi công chưa chú trọng công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông,
Mặc dù các cơ quan ban ngành đã kiến nghị nhiều lần, nhưng các chủ đầu tư, đơn vị thi công chưa khắc phục kịp thời, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TP.HCM, tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên sẽ đưa vào khai thác sử dụng đoạn đi trên cao vào năm 2018 và đến năm 2020 sẽ khai thác cả trên cao lẫn đoạn đi ngầm. Việc sớm đưa tuyến Metro này vào khai thác được kỳ vọng là sẽ giảm tải cho các tuyến đường bộ phụ cận, hạn chế tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông trong giờ cao điểm. Tuyến Metro số 1 có tổng chiều dài 19,7 km, gồm 2 đoạn. Đoạn ngầm dài 2,5 km và đoạn đi cao dài 17,2 km với 14 nhà ga. Các ga tàu được thiết kế phù hợp với nhu cầu thực tế của hành khách. Số lượng đoàn tàu giai đoạn đầu gồm 17 đoàn, mỗi đoàn 3 toa, mỗi toa dài 61,5 m. Đoàn tàu chạy bằng động cơ điện xoay chiều 3 pha, có thể chở 930 hành khách một lượt. Vận tốc tối đa trên cao đạt 110 km một giờ và ở đoạn ngầm là 80 km một giờ. Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TP.HCM, đến nay đoạn đi trên cao đã xong phần trụ, đà, mũi và chuyển sang giai đoạn đúc dầm, lao lắp 372 nhịp cầu cạn. Các nhịp cầu cạn này có thể hoàn thành sớm trước 2 năm để chuyển sang giai đoạn lắp dây chạy tàu vào năm 2017. Vì thế, đến năm 2018, có thể khai thác chạy tàu trên đoạn này sớm hơn kế hoạch dự kiến 1 năm. Thưa quý vị, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy là một cách phòng ngừa hiệu quả các chấn thương sọ não và nguy cơ tử vong cho trẻ nhỏ cũng như là người lớn khi xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tuy nhiên, có một thực tế sau hơn một tuần các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền cũng như xử phạt, nhưng tình trạng phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con trẻ vẫn khá phổ biến. Ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên kênh VTC14 tại Hà Nội. Cảnh tượng phụ huynh chở con không đội mũ bảo hiểm như thế này không khó để bắt gặp trên đường phố Hà Nội. Đa số phụ huynh đều có chung tâm lý chủ quan, dẫn tới phớt lờ việc đội mũ bảo hiểm. Cháu nó bảo là đi đau bụng thì là định bảo là đưa cháu đi khám bệnh thì ngay đây thì ai nghĩ là đâu thì tưởng là nghĩ các cháu nó đội thôi ạ. Thì vâng, thì do xong rồi đến đây thì gặp các anh như này thì các anh nói thế thì mới biết chứ không phải là không nghĩ là không phải là không muốn đội mũ bảo hiểm ạ. Trong ngày đầu tiên ra quân xử phạt phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho trẻ tại 47 trên 63 địa phương, thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho thấy đã có 1.280 trường hợp bị lập biên bản, trong đó có 1.210 trường hợp bị xử phạt. Thực tế tình trạng vi phạm đội mũ bảo hiểm còn cao, theo nhiều chuyên gia giao thông là do hoạt động tuyên truyền tại các địa phương vẫn khá mờ nhạt. Trong khi đó, hoạt động xử lý lại không được duy trì thường xuyên, liên tục nên không đủ sức răn đe người vi phạm. Bởi vì công tác tuyên truyền của chúng ta trong thời gian qua là chúng ta đã tuyên truyền nói là nhiều, nhưng có thể tuyên truyền vẫn chưa nhiều và vẫn chưa đúng cách tuyên truyền. Cái mấu chốt của nó ấy là mình làm thế nào để mình nói với các bậc phụ huynh để biến những cái thông điệp tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm này thành các cái giọt mật để rót vào tai người ta, nó thấm sâu vào người ta thì người ta mới thực hiện. Chứ còn bây giờ cứ ngồi mà đứng phổ biến trong một cái buổi họp chung của các bậc phụ huynh nói là đề nghị các bậc phụ huynh đội mũ cho các cháu thì không bao giờ thành công cả. Tôi cho rằng sau đợt cao điểm này, nhận thức của phụ huynh sẽ có những bước chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt hơn, chính phủ cũng cần phải có những giải pháp cứng rắn, quyết liệt hơn trong tuyên truyền và xử phạt. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, có trên 94% người lớn đội mũ bảo hiểm, nhưng số trẻ đội mũ bảo hiểm trong những năm gần đây khi tham gia giao thông lại khá thấp, không quá 5%. Thực tế này không hẳn là vì phụ huynh không lo lắng cho tính mạng, sự an toàn của con em mình, mà chủ yếu xuất phát từ sự chủ quan. Nhiều phụ huynh cho rằng khi chở con một đoạn đường ngắn từ nhà đến trường thì khó có thể bị tai nạn giao thông, nên không cần phải đội mũ bảo hiểm. Nhiều trường hợp còn có tư tưởng đội mũ bảo hiểm cho trẻ nhỏ có thể làm công việc cuộc sống, mặc dù các chuyên gia y tế đã khẳng định thông tin này là không có cơ sở. Bản tin giao thông an toàn ngày 12 tháng 4 của kênh VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.